Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, nhà báo Ireland Jay Bowis mới đây cho biết trên mạng xã hội X rằng NATO sẽ không cho phép đạt được hòa bình ở Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích của liên minh quân sự này. Ông Bowis viết, chỉ có hòa bình mới khiến NATO sợ hãi hơn cả chiến tranh. Đó là lý do vì sao liên minh này vẫn tiếp tục tồn tại 33 năm sau khi Liên Xô biến mất. Đó là lý do cho sự tồn tại và hình thành của liên minh này. Cũng chính vì lẽ đó mà liên minh quân sự này phải tránh hòa bình ở Ukraine bằng mọi giá. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, các nước NATO đang cố tình tiến vào một vòng leo thang căng thẳng mới khi kích động Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa với Nga. Theo ông, điều này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả và cuối cùng sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho lợi ích riêng của những nước đi theo con đường leo thang xung đột. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không muốn gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Thưa quý vị, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên kênh YouTube rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công dồn dập của Nga. Trong tuần trước, khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, ông ấy sợ hãi lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu. Ông Zelensky thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương. Nhà phân tích kể lại rằng, cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Chuyên gia Larry Johnson lưu ý, không, mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Johnson nói thêm rằng, cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận, đây là một lý do khác khiến cho bạn thấy ông Zelensky sợ hãi như thế này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga, trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống Putin lưu ý, ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Thưa quý vị, phương Tây đã cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều vũ khí quan trọng, nhưng các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí cho rằng đây chính là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Economist hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Pavlyuk, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết Kiev đang lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington đánh giá, Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương Tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo Tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí, nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la dành cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg,
nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này, khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố chiến lược Chasovia cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới Kiel biên soạn cho thấy, chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhail Polodyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky trong năm ngoái tiết lộ, những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm mà Ukraine cần. Một sĩ quan giấu tên thậm chí còn nói với tờ Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến cho vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới, thì Nga lại càng có thêm nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai. Thưa quý vị, tờ The Guardian của Anh mới đây đăng tải bài viết cho hay, tại Ukraine, ngày càng nhiều lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine, vốn đang trong tình trạng thiếu binh lính trầm trọng. Một người lính nghĩa vụ giấu tên cho biết, tôi muốn rời khỏi đất nước này, thậm chí tôi không thể chịu đựng được việc mắc kẹt ở đây thêm nữa. Tôi sẽ không trụ được lâu ở mặt trận, tôi muốn xây dựng một gia đình và khám phá thế giới, nhưng tôi chưa sẵn sàng để chiến đấu vì cái chết. Theo The Guardian, ngay cả trước khi tăng cường huy động, hơn 20.000 người dân Ukraine đã rời bỏ đất nước, bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn quá trình này. The Guardian viết, chính quyền Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn những người tìm cách rời khỏi đất nước hoặc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bằng chứng là việc sa thải các ủy viên quân sự khu vực sau khi có báo cáo cho rằng các sĩ quan đã nhận hối lộ để miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ khi có hiệu lực. Để thực hiện việc này, người dân Ukraine phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản nghĩa vụ điện tử, qua đó cũng có thể tống đạt giấy triệu tập. Tuy nhiên, điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mặc dù vậy, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục phàn nàn về việc thiếu nhân sự. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ký luật huy động tội phạm đang thụ án trong tù để đưa ra chiến trường. Thưa quý vị, một chỉ huy của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã có thể phá hủy các đoàn quân của Moscow sau khi được các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Chỉ huy pháo binh Ukraine với biệt hiệu là Hephaestus nhận định với AP rằng HIMARS của Ukraine đã bắt đầu khai hỏa ở khu vực phía bắc Kharkov ngay khi được cho phép. Ukraine đã được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga, đảo ngược lệnh hạn chế đã có từ lâu. Ông Hephaestus cho hay, từ những ngày đầu tiên lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các lực lượng của Ukraine đã phá hủy các đội quân dọc theo biên giới đang chờ lệnh tiến vào Ukraine. Theo ông, Ukraine không thể đạt được điều này nếu không có sự cho phép mới, vì đạn dược thông thường không thể nhắm tới mục tiêu xa như vậy. Hephaestus cũng cho biết, Ukraine hiện có thể phá hủy các trung tâm chỉ huy của Nga. Nga đã đóng quân gần biên giới với Ukraine và sẵn sàng chiến đấu. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Harelyuk nhận định với hãng tin AP rằng ít nhất 90.000 binh lính Nga đang ở trong lãnh thổ sẵn sàng cho cuộc tấn công mới khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ. Hiện không rõ liệu có phải các binh lính thuộc lực lượng này bị HIMARS tấn công hay không. Trước đây, các nhà phân tích mô tả Ukraine buộc phải chiến đấu bằng một tay bị trói sau lưng khi Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiếp tế cho các lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công dồn dập bằng UAV, tên lửa và máy bay chiến đấu. Điều này đã thay đổi vào tháng 5 khi nhiều đồng minh của Ukraine cho biết giờ đây Kiev có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên đất Nga.
Mỹ sau khi tuyên bố thay đổi chính sách vào ngày 30 tháng 5 đã không đi xa như một số nước, nhưng vẫn cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để nhắm vào các khu vực dọc theo biên giới từ Kharkov. Điều này cho phép Ukraine chống trả mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công mới của Nga bắt đầu ở khu vực này từ hôm 10 tháng 5. Trước đó, ngày 25 tháng 6, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã đăng tải những hình ảnh mà họ nói là hai hệ thống phòng không Pantsir của Nga đã bị phá hủy ngay phía nam thành phố Belgorod. Các cơ quan báo chí Nga cũng đưa tin về vụ tấn công nằm trong tầm bắn của HIMARS. Các chuyên gia cho rằng, thực tế mới này đã tác động lớn đến Kharkov, đặc biệt khi biên giới Nga nằm rất gần nơi xảy ra giao tranh. Trước đây, Nga có thể tiếp tế nhân lực, đạn dược và trang thiết bị cho quân đội mà Ukraine gần như không thể can thiệp. George Barros, chuyên gia quân sự về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Washington, nói với Business Insider rằng, ngay trong những ngày đầu tiên, đã có những sự khác biệt tích cực. Hai quan chức Ukraine nói với tờ Washington Post rằng một số cuộc tấn công của Nga đã giảm bớt, nhưng các căn cứ không quân mà họ sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vẫn nằm ngoài phạm vi mà Mỹ cho phép Ukraine nhắm vào. AP đưa tin, khả năng tấn công mới của Ukraine đã làm chậm lại đáng kể đà tiến công của Nga, với các bài báo địa phương cho biết quân đội Ukraine đã có thể tiến lên và giành lại một số vùng lãnh thổ, mặc dù họ vẫn đang chịu sức ép rất lớn.